Lisa kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ bảy, 28 tây tháng 4 năm 2018. Chương trình khai dương trí số 323 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời toàn thể quý vị và các bạn thân mến hãy nghe một bài nhạc Lá Cờ Thiêng. Màu anh hùng vẫn đổ trên quê hương, vì cờ thiêng mà anh chiến đấu, vì tự do mà anh không sờn, bao gian nan đầy gian khổ, nước mắt và mồ hôi, cho cây rừng mãi đứng thẳng, dòng xưa mẹ đông đầy, ngọn cờ vàng phất phới bay. Ta dân Việt quyết không sờn đấu tranh, màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt lưu vong, ta người Việt tị nạn, ta dân Việt muôn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Lá cờ vàng bốn biển bay tung bay, hồn linh thiêng hồn bất khuất, hồn ông cha hồn ông sơn hà, ta theo gương và theo cờ, vì nước và vì dân, cho muôn đời dòng dân Việt, dòng sông mẹ dâng tràn, muôn triệu người cùng đứng lên. Màu anh hùng vẫn đổ trên quê hương, vì cờ thiêng mà anh chiến đấu, vì tự do mà anh phong sơn, bao gian nan đầy gian khổ, nước mắt và mồ hôi, cho cây rừng mai đứng thẳng, dòng xưa mẹ đông đầy, ngọn cờ vàng phất phới bay. Ta dân Việt quyết phong sơn đấu, bảo vệ quê hương phát cao cờ dân tộc, màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt lưu vong, ta người Việt tị nạn, ta dân Việt muốn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Lá cờ vàng bốn biển bay tung bay, hồn linh thiêng hồn bất khuất, hồn ông cha hồn ông sơn hà, ta theo gương và theo cờ, vì nước và vì dân, cho muôn đời dòng dân Việt, dòng sông mẹ dâng tràn, muôn triệu người vùng đứng lên. Ta dân Việt quyết không sờn đấu tranh, về quê hương phát cao cờ dân tộc, màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt lưu vong, ta người Việt tị nạn, ta dân Việt muốn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Rồi, Lisa tái ngộ cùng toàn thể quý vị và các bạn thân mến.
Bản tin mà đầu tiên Lisa muốn gửi đến cho quý vị và các bạn đó là tin bà sạch. Chị ơi, hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm 2018. Ba sạch quán cà phê đủ đỡn treo cờ máu tháng giữa khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt chị ạ. Vì dám hung hăng treo cờ máu tháng giữa tháng tư đen và bắt đầu ngu xuẩn dốt nát khi không biết nước Việt Nam đã bị lọt vào tay của Tàu Cộng. Ăn mừng cái nỗi gì mà mất biển, mất đảo. Cho nên dân quân Ba Sạch ở Đà Lạt đã quyết định ra tay vào 6 giờ sáng. Sớm hôm nay, ngày 28 tháng 4, 2018, những chiến sĩ dân quân Ba Sạch của ta đã phá khóa cửa và đột nhập vào một quán cà phê đủ đợt sang trọng, trưng bày những xe cổ mà bắt đầu là cọc cợt để mà đi vào ăn cướp miền Nam Việt Nam nằm trong khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt. Chỉ với một mồi nổ và các vật liệu dựng lửa được tắm xăng, chiến sĩ ta đã biến quán cà phê dám hung hăng treo cờ máu tháng này thành một biển lửa tan tành. Sau một tiếng nổ lớn, ngọn lửa đã phật lên và nhanh chóng lan rộng ra. Chỉ ít phút sau đã bao trùm toàn bộ quán cà phê. Đến 8 giờ sáng nay, lửa vẫn chưa bị được dập tắt. Tại hiện trường, 10 xe cổ dùng để trưng bày trong quán cà phê cũng bị ngọn lửa thiêu rụi, cùng toàn bộ vật dụng bên trong rộng gần 200 m², thiệt hại đã lên tới gần 4 tỷ đồng. Tiền thằng già hồ uống máu kinh. Tặng nhiều cành hoa nữa cho Lisa. Tặng nhiều cành hoa cho Lisa nha. Chị ơi chị, đây là hình ảnh để cảnh cáo những ai mà treo cờ máu tháng vào dịp lễ 30 tháng 4 này chị. Treo cái cờ máu tháng hay quá, trưng bày giỏi quá, bưng bô hay quá, giờ nó cháy tan tành mẹ nó rồi. Tan tành mẹ quán cà phê rồi. Cho mày bỏ tật tao nói rồi. Đó. Chị ơi là chị, thằng Tàu Cộng tiếp tục nó hung hăng, nó bắt đầu nó gài bẫy ở trên đường để cho xe tải bắt đầu là tông vào, vấn đề là kêu bằng là ngã lật luôn chị ơi. Tài xế vấn đề là kêu bằng là không biết ở đâu chị ạ. Vui chưa? Vui rồi. Chị ơi, sáng nay ngày 28 tháng 4, 2018, khoảng 9 giờ, bắt đầu em đã nhận được một tin là một chiếc xe container đã được đâm đầu vào sóng lưng của đường quốc lộ 22 thuộc ấp An Bình, xã An Tịnh, khu công nghiệp Trảng Bàng, Tây Ninh. Tài xế thì không biết mặt mày xanh lè xanh lét ở đâu không thấy chị ơi là chị. Tàu Cộng nó gài bẫy nguyên một cây chuối hoặc là nó gài bẫy vấn đề là kêu bằng là cái bánh ú, cho nên cát lên bị tông mẹ nó vô trong thành luôn là chị ơi. Nguyên chiếc xe container vô vấn đề là kêu bằng là banh tành nó trong, thiệt hại gần 2 tỷ đồng chị à. Các bạn thấy chưa đó, trời ơi là trời, không biết làm sao mà ác vậy, tàu nào mà nó ác ôn vậy, nó gài bẫy ở trên đường nó cho tông vô vậy đó. Tàu Cộng nó ác quá trời quá đó. Người ta đang chạy xe container nó làm cho tông vô thiệt hại như vậy đó. Trong tương lai vấn đề là Tàu Cộng nó làm tiếp tục nữa. Chị Lisa ơi, chị chửi cha bọn nhà máy nước đi chị ơi. Nước không tên cấp cho dân toàn mùi thuốc tẩy. Lấy để ra thùng đựng vài ngày, sao rêu xanh và bốc mùi thối y như nước ống cống. Em ở Đồng Nai, nước giếng cực độc. Nước mà bọn đảng để bắt đầu bán cho người dân cũng không tin được. Không ai dám đem đi xét nghiệm. Chị thông báo cho toàn dân biết nha chị.
giết hết dân tộc Việt Nam rồi chị ơi. Chị nghe nói nước suối đó là toàn là lấy nước ống cống nó đổ vô không cho bộ làm nước suối để cho dân người Việt Nam uống. Tạo cẩm nó chơi nó thâm độc vậy, hoặc là để với nước quá chất không mùi vô uống nó cho ung thư cho chết mẹ luôn. Trời ơi, chị coi nè chị ơi, bắt đầu là kêu bằng là gỡ đồ của người ta, bắt đầu là bắt giam xe gỡ đồ của người ta hết trơn. Xe vi phạm nó đưa cho trong cái bãi nó gỡ hết đồ của người ta như vậy. Bởi vì cho nên nó là kêu bằng là ba sạch, nó thì bắt đầu la làng lên. Làm như là quen ức, bạn thấy rõ ràng rồi đó. Khốn nạn như vậy đó. Nó gỡ xe người ta không sao, nó khủng bố không sao. Chị ơi, chị tội nghiệp bà này quá chị ơi. Nghiệp tôi mà ơi, bà con ơi. Nhà tôi mà có lời đập nhà tôi đâu cho tôi hay là bà con ơi. Đang hiếp tôi quá rồi bà con ơi, bà hồ ơi. Bây giờ chỉ có kêu bà hồ thôi, bà hồ ơi. Ý là lời đâu có đưa thông báo à, cho ý biết là em cứ cưỡng chế đó quý. Không cưỡng chế nhà tao phải đưa. Trời ơi, tôi kêu bác Hồ giờ chỉ có bác Hồ thôi, cái thằng kia nó nói hả mẹ nó ra tụi bay đập hết nhà bả cho tao đi, để coi còn kêu bác Hồ nữa hay không. Vui ghê chưa. Trời ơi chị ơi, là chị coi nè chị ơi, trời ơi quá. Làm dâu ở cái tổ dân phố quyết đấy từ năm tôi 19 tuổi. Năm nay tôi 83 tuổi. Trời ơi. Thế mà tôi chưa thấy một cái chế độ khốn nạn phá hết mồ mả của dân. Ngày hôm kia nó quốc gia cái tiểu này bó chiếu này. Mà ở trong 55 là chết nhiều bó chiếu. Mai mốt là thằng Tàu Cẩm nước Việt Nam sát nhập vô Tàu Cẩm là cái như là nó cuốc bàn thờ bà lên luôn. Khỏi cần phải la. Bà đặt giá bộ bắt đầu là Tàu Cẩm. Bây giờ chị nhận được cái tin là bà đặt đưa cái hội cờ đỏ bắt đầu trà trộn vô. Bà đặt giá ăn mừng. Ăn mừng cái đéo gì mà biển đảo bây giờ mẹ của thằng Tàu. Ăn mừng cái kiểu gì hôm qua Lisa vô hỏi Google nó nói mày kiếm chuyện với tao. Tao nói tại sao mày nói Hoàng Sa Trường Sa của thằng Tàu. Nó nói mày suy nghĩ đi, thằng Tàu bây giờ nó có vấn đề là quân đội nó ngoài cả thế giới tao đều thấy hết trơn rồi. Bây giờ mày nói cái đảo Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam mà không thấy bóng dáng nào hải quân Việt Nam ra hết trơn, mày chưa tao ghi gì sao? Trong khi người ta nói Google là chính xác mà rốt cuộc rồi, bây giờ mày nghĩ đi, chỉ toàn là nước Việt Nam nó tuyên truyền nó nói Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam không à. Nhưng mà ở trên thế giới là mày thấy không, Tàu, chữ Tàu, người Tàu mà hải quân Việt Nam không thằng nào ra, thì mày kêu tao ghi gì sao? Lisa im luôn chứ biết làm sao giờ. Đó, vậy mà vấn đề là con cháu thằng già hồ ở trong nước thì nó kêu các bạn ăn mừng đi, ăn mừng ngày giải phóng, ngày cướp miền Nam Việt Nam tưởng sao, cướp cái kiểu gì, giải phóng cái kiểu gì mà biển mất, đảo mất, ngư dân ra bị bắt lồi lờ. Đó, các bạn nghĩ đi. Đó, 50 năm rồi là kể như nước Việt Nam cũng thuộc về của nó luôn, mà ở trong đất liền thì nó dụ cho mọi người vỗ tay ăn mừng đất Việt Nam Cộng Hòa, tưởng sao khôn nhà giải chợ đất người Việt. Nghe lời thằng Tàu bắt đầu là căm thù người Việt, cái người Việt đi qua ăn cất của thằng Bắc Triều Tiên kìa. Nó nhìn ra nó còn thấy được cái âm mưu của thằng Tàu. Bắt đầu là bây giờ đưa cái đáp chó đẻ con cháu thằng già hồ lên cũng chửi. Bắt đầu là đem lại cái chiến thắng hay quá. Chiến thắng mà giờ mã mộ đó bắt là làng đó. Sắp 83 tuổi rồi chưa thấy bắt đầu chế độ nào mà đào mộ quốc mã như vậy đó. Dư luận tuần qua thì thực sự bất bình trước nhiều câu chuyện đi đến ranh giới của sự bất nhân. Đó là sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư bằng bột than tre. Đó. Sản xuất cà phê, trộn lõi pin, hay là thầy giáo bắt nhiều em học sinh lên phòng nhổ tóc bạc rồi xâm hại. Đó. Tưởng rằng Việt Nam chỉ có cà phê pin, ai ngờ mới đây lại có thêm cả cà phê pin, khiến hương vị cà phê trở nên đắng hơn bao giờ hết. Đó, giải phóng đó, giải phóng giỏi quá đó. Mặc áo cờ mặc thoáng lên ca ngợi thằng Hồ Chí Minh đi. Rồi bắt đầu là cái bằng là trong ban tuyên giáo, trong lũ công an, tôi bay lũ quân đội, tôi bay cũng mà đặt là những đây là cái bằng là ca ngợi ảo đi. Nghe lời bác Hồ 70 năm, 43 năm, tưởng sao giải phóng hay quá, rốt cuộc bây giờ Việt Nam còn được cái gì? Cái băng vệ sinh còn không có. Đồ thổ tả, đồ khốn nạn đó, mọi người nhìn đi. Những thằng tướng tá tụi bay cứ một cái lập điệu đó hoài, tụi bay cứ làm hoài đi. Cho tụi bay nhìn thấy được cái chế độ mà nó khốn nạn. Toàn dân Việt Nam các bạn mở mắt ra đi, để các bạn nhìn thấy. Chị ơi, giám đốc điện lực huyện Thủ Thừa tỉnh Long An làm giám đốc chưa được một năm đã ôm tiền bỏ trốn với con đi qua Mỹ mua biệt thự. Lúc này tiền điện tiền nước ghi ăn gian lắm, ăn gian gấp 50 lần chị à chị. Đó, giải phóng hay quá đó. Giải phóng hay quá.
Chào Lisa, tôi ở quận 3, thành phố Hồ Bả Chó. Nay chính quyền bắt buộc dân phải thử máu và báo cáo nhóm máu cho chính quyền. Nếu không, sẽ bị xóa tên trong hộ khẩu, không được đứng tên nhà, không được đứng tên xe và sẽ không được chứng giấy tờ. Tôi và gia đình không chấp nhận thì con tôi không được làm chứng minh nhân dân 15 tuổi. Mong Lisa lên tiếng để mọi người dân Việt Nam nhìn thấy những sự bất công của một chế độ khốn nạn. Quận dân quân khác chuẩn bị tinh thần bất tuân dân sự giống như tôi. Bây giờ nó khốn nạn tới mức độ như vậy đó. Kêu đi thử máu để nó biết để mà những này là nó đưa ra. Chị còn nghe nói đó, Mỹ trục xuất mỗi một người Mỹ mà phạm pháp ở bên đây qua đây không chịu đi làm. Bắt đầu là gây phạm pháp bên đây hoặc là bưng bô cho đảng đỉ đó ha. Bị trục xuất rồi đó là nó đưa mỗi một đầu người là 50.000 đô la. Thằng cả đảng đỉ nó giáo bộ nó nhận 50.000 đô la rồi nó đưa về Việt Nam chết sống kệ mẹ mày. Bắt đầu là chuẩn bị nó thông báo với thằng Tàu Cộng để mà qua. Nếu mà thằng này mà có chết hay có thể nó giáo bộ nó bắt vô để mà bắt đầu là kêu bằng nó đem qua bên Tàu để nó mổ nội tạng. Cho nên những người nào mà Mỹ trục xuất về Việt Nam coi sống được là trốn đi qua những cái nước lân cận mà sống đi. Chị nghe nói rồi, nó lấy 50.000 của Mỹ, nó giáo bộ nó nói không công ăn việc làm, không có nghề ngẫm gì hết trơn. Mà trong khi 50.000 Mỹ nó viện trợ, nó trả một đầu người 50.000 thì đưa 50.000 nó cho người ta hoặc đưa phân nửa đi, nó lấy mẹ nó hết trơn. Rồi giờ nó giáo bộ nó để cho đi sống lang thang, cho nó chết sống kệ mẹ mày. Chứ các bạn tưởng sao Mỹ trục xuất không à? Một đầu người 50.000 đô la. Mà nó ăn giọng hết vậy đó. Đó. Hello chị Lisa. Hôm nay em cung cấp cho chị những tin tình báo tuyệt mật đang nổi loạn lên. Trời ơi là trời. Những cái tin long trời lỡ đất vô cùng quan trọng về quân sự và chính trị tại Việt Nam. Chị ơi, bị loạn rồi. Tin nóng nhất hôm nay là đảng đỉ Cộng sản Việt Cộng đột nhiên cho thay phó tư lệnh quân khu 4. Ngay trước thềm quốc hận 30 tháng 4 và hội nghị trung ương 7. Cụ thể là mật lệnh từ Bộ Quốc phòng đưa xuống là phải cho thằng thiếu tướng Việt Cộng Nguyễn Chí Hướng là phó tư lệnh về hưu. Dù thằng này chưa tới tuổi hưu, sau đó đưa hai thằng phó tư lệnh mới lên thay là Hà Tân Tiến và Hà Thọ Bình. Cả hai thằng này có họ hàng với nhau và đều là gốc Tàu Cộng, không biết một cái đéo gì về chiến sự, về đánh đập do Tàu Cộng cài vào quân khu 4. Hai thằng họ cùng họ này đã nắm quyền lực bên quân đội. Thằng Hà Tân Tiến sẽ nắm các khu kinh tế quốc phòng quan trọng, các dự án kinh tế để mà cướp đất của toàn dân giao cho quốc phòng thì giao cho thằng này mới nhận chức để mà nó quản lý những dự án kinh tế kết hợp với quốc phòng. Các dự án viện trợ không hoàn lại của chính phủ Việt Cộng giúp Lào do quân khu 4 làm chủ đầu tư cũng là thông qua hai thằng này. Hai thằng này chỉ là tình báo qua Nam đưa vào chứ không có học bất kỳ một nghiệp vụ nào. Thậm chí cầm cây súng còn không biết cầm như thế nào. Doanh nghiệp thuộc tổng công ty hợp tác kinh tế trường cao đẳng nghề số 4 và công tác đối ngoại quốc phòng. Còn thằng Hà Thọ Bình, thằng Hà Thọ Bình thì sẽ nắm công tác kỹ thuật quân khu 4. Như vậy là hai anh em họ Hà sẽ nắm luôn cả kinh tế quốc phòng kỹ thuật quân sự của nguyên một quân khu 4. Thì coi như cả quân khu 4 đã bị anh em họ Hà này đã khống chế hoàn toàn. Vì nắm kinh tế là kiểm soát tiền bạc của quân khu 4, còn nắm kỹ thuật là kiểm soát hết sức mạnh quân sự của quân khu. Quan trọng nhất là thằng Hà Tân Tiến nắm luôn đối ngoại quốc phòng, cho nên sẽ cho kéo cả quân khu 4 thân Tàu hết và có thể cho Tàu vào để mà làm những dự án do Bộ Quốc phòng phê duyệt và sẽ càng đẩy nhanh việc sáp nhập quân khu 4 vào quân đội của Tàu Cộng.
Đây là âm mưu khống chế từ bên trong của Tàu Cộng để buộc gạo nấu thành cơm. Dân cũng phản đối, không phản đối được. Người trong quân đội cũng không ai dám lên tiếng. Để thay thế hết những thằng tướng đầu bò Việt Cộng bằng tướng của Tàu Cộng, rồi đưa tướng Tàu Cộng lên nắm những chức tư lĩnh chỉ huy trưởng nhằm nắm hết cả quân khu 4. Hiện tại thì việc bàn giao chức phó tư lĩnh đã kết thúc. Cho nên thằng phó tư lĩnh Nguyễn Chí Hướng mặc dù chưa tới tuổi hưu, mới có 47 tuổi, nhưng cũng phải đi về vườn, đi về hưu, mất hết quyền hành. Bây giờ ra rìa ngồi chơi xơi nước để mà chờ ngày về hưu. 65 tuổi. Đi về vườn đi. Bây giờ mới 47 tuổi nó cho về vườn, đợi tới 65 tuổi nó cho về hưu luôn. Đó, tụi bay vỗ tay ăn mừng nữa đi. Đó, đi ăn cướp được miền Nam Việt Nam, vỗ tay ăn mừng đi. Đó, đó, giải phóng ăn mừng đi để cho Tàu Cộng vô nắm mẹ hết chức vụ. Tao lấy ngục là vậy đó. Còn hai thằng phó tư lệnh Hà Tân Tiến và Hà Thọ Bình đang lợi dụng việc tình báo qua Nam thay đổi nhân sự để ráo riết đưa sĩ quan gián điệp tình báo qua Nam vô nắm hết các vị trí then chốt trong quân khu 4. Khi hai thằng này vừa được bàn giao, điều tương quyết là nó yêu cầu quân khu 4 quân đội sẽ mặc đồng phục giống như là quân đội của Tàu. Những người nào mà nó coi cái mặt chống đối, nó sẽ từ từ nó thay thế toàn bộ hết. Danh sách sĩ quan đã có tình báo qua Nam soạn sẵn ra, cho nên hai thằng này chỉ việc cất nhắc đám gián điệp Tàu Cộng vô để mà tráp hết những cái quyền hành ở trong quân khu 4. Mật tin cho biết là sẽ thay không dưới 20 thằng sĩ quan cấp tá và cấp quý phen này ở quân khu 4 để gài vào các vị trí then chốt trong bộ máy quân khu 4. Khi thằng tư lệnh Nguyễn Tân Cương xuống đài rớt ngựa trong 1-2 năm tới, thì có thể thằng Hà Tân Tiến sẽ lên thay. Đưa quân khu 4 phải theo con đường của Tàu Cộng và sát nhập vào quân đội của Tàu Cộng. Mục đích và chính trị âm mưu của Tàu Cộng khi cho thay phó tư lệnh quân khu 4 là để vừa bảo vệ cho Formosa, vừa giúp Tàu Cộng nắm được vùng yết hầu của Việt Nam, tức là tỉnh Thanh Hóa, và những nơi mà người dân thường nổi dậy, đó là Nghệ An, Hà Tĩnh. Chúng không dám thay tư lĩnh, bởi vì 1-2 năm sẽ cho thằng này về vườn, cho nên đi từ từ thôi. Đây là chiến lược tầm ăn dâu, cho thay trước tiên là phó tư lĩnh quân khu 4. Rồi 1-2 năm sau, thằng này, Hà Tân Tiến này sẽ nắm luôn là tư lệnh. Lúc đó sẽ gạo nấu thành cơm. Bây giờ thằng tư lệnh trưởng bắt đầu đang chuẩn bị nộp đơn để sợ đưa vào lò. Cho nên ai muốn lên thì nó cứ giao hết cho lên. Tàu Cộng có thể đổ quân từ đảo Hải Nam thẳng vô tới Hà Tĩnh, Nghệ An khi mà người dân nổi dậy chống Formosa, để bao vây Hà Nội từ phía Nam và cắt đứt đường rút lui của đảng đĩ Việt Cộng và cắt luôn đường tiếp viện của Việt Cộng từ trong Nam ra viện trợ. Cho nên đặc biệt là khu quân khu 4 nằm ngay Nghệ Tĩnh, Thanh Hóa là yết hầu của đảng đĩ Cộng sản và của dân tộc Việt Nam, của nước Việt Nam. Cho nên Tàu Cộng phải thay đổi gấp ở vùng 4 này. Quân khu 4 này là kêu bằng phải thay gấp. Có thể là sau Quốc Hận và sau Hội nghị Trung ương 7 thì Tàu Cộng sẽ tiếp tục cho thay tư lĩnh luôn, phó tư lĩnh và các quân khu và quân đoàn để đưa sĩ quan Tàu Cộng vào nắm quyền thay cho đảng đĩ. Bộ tư lĩnh quân khu 4 đã bàn giao các chức vụ phó tư lĩnh. Đây là những người mà đã được chụp hình để mà bắt đầu là kêu bằng là thay đổi hội nghị. Những cái bản mặt này toàn là tình báo qua Nam cài vào. Những thằng mà những đây là từng nắm phó tư lĩnh chưa có về hưu thì kể như cũng là cho mày về hưu non để mà thay thế toàn bộ cái vàng này.
mà những thằng này toàn là tình báo qua năm đặc biệt nguy hiểm. Hai thằng bìa là Hà Tân Tiến và Hà Thọ Bình. Đấy, thằng Hà Tân Tiến và thằng Hà Thọ Bình là hai thằng bìa. Hai thằng, thằng bìa bên đây và thằng bìa ở bên kia. Còn hai đứa chính giữa chính là tình báo Hoa Nam. Dàn tướng tá cấp cao trong quân khu 4 đã đến chúc mừng và bắt đầu đồng ý cho Hà Tân Tiến, mặc dù không biết một cái gì về binh pháp, về điều binh khiển tướng, nhưng mà vẫn đường đường ủ được vỗ tay và đưa lên làm phó tư lệnh của quân khu 4, nắm yết hầu của Nghệ An, của Hà Tĩnh, của Thanh Hóa. Tất cả dàn tướng lãnh đều răm rắp để mà tặng bông cho những thằng ôm bông, là những thằng mới được làm thay chức làm phó tư lệnh quân khu 4. Vụ đột nhiên thay phó tư lệnh ở quân khu 4, mọi người nhao nhao còn chưa lắng xuống thì quân đội đảng để Việt Cộng lại đột ngột cho họp bất thường với sự có mặt của đầy đủ tướng lãnh cao cấp. Cụ thể là Bộ Quốc phòng của đảng để lấy cớ là góp ý về chiến lược quốc phòng trong tình hình vô cùng nghiêm trọng, để cho quy tụ hết đầy đủ những thằng đầu bò tướng lãnh cấp cao nhất của quân đội, mà kêu bằng mang cái danh nghĩa là quân đội nhân dân Việt Nam. Kể cả những thằng tướng mà từng có kinh nghiệm về chiến tranh năm 1979 và những thằng tướng từng có kinh nghiệm trước năm 1975, Tào Cộng cũng được lệnh, ra lệnh cho Trọng Lũ kêu phải họp. Những thằng nào còn ảnh hưởng, những thằng nào có những kinh nghiệm đánh trận, thành phần tham dự gồm toàn là cấp tướng, bao gồm Ngô Xuân Lịch là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phạm Văn Trà là cựu Bộ trưởng Quốc phòng, Phùng Quang Thanh là cựu Bộ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Thanh Ngân là cựu chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Quốc phòng, Trung tướng Đặng Quân Thùy từng là tư lệnh quân khu 2 và là tư lệnh mặt trận chống Tàu Cộng và Campuchia vào năm 1978 cho tới 1980. Trung tướng Nguyễn Phúc Thanh là cựu chủ tịch Tổng cục Hậu cần. Ngoài ra còn có một dàn tá trong quân ủy trung ương như là Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lương Cường là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang là Tổng tham mưu trưởng, Thượng tướng Trần Đơn là Thứ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Võ Thành Trung là chủ nhiệm Học viện Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Tân Cương là tư lệnh quân khu 4. Đây là phiên họp cấp cao nhất mà tình báo Hoa Nam yêu cầu phải triệu tập đầy đủ tướng lãnh ở trong quân đội nhiều nhất trong năm nay. Sau khi quy tụ được hết toàn bộ những bản mặt đầu bò cấp tướng tá cao nhất của phe quân đội tham dự, mục đích cuộc họp là để bàn bạc chiến lược, dành ghế cho hội nghị trung ương 7 sắp tới và ra kế sách để tắm máu lũ công an. Và kế hoạch thanh trừng phe công an để giành lại uy quyền cũng như quyền lực. Còn góp ý chiến lược quốc phòng thì cũng có, nhưng chỉ là phụ mà thôi. Phe quân đội biết đây là thời cơ quyết định để đánh bại phe công an, cho nên tất cả những tướng tá mặc đồ rất là sang và trên mặt đều nở nụ cười hân hoan để mà đi đến phòng họp. Trong phòng họp thì cũng được máy quạt quay lên vèo 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 và ca ngợi thành công của quân đội để cùng hợp sức lực phe công an phen này nhằm chiếm quyền cao nhất tại Việt Nam, không cho lũ công an làm trời. Ngoài ra phe quân đội còn
còn họp bàn kế hoạch tuyệt mật là sẽ phản ứng ra sao khi có biến động lớn trong thời gian tới, nên mới phải cần sự đồng ý của Phùng Quang Thanh và Phạm Văn Trà. Phạm Thanh Ngân, phe quân đội cũng bàn tới việc phản ứng ra sao với Tàu Cộng trong trường hợp Tàu Cộng đẩy nhanh việc sáp nhập Việt Nam. Nhìn chung thì đây là phiên họp rất là căng thẳng, với nhiều vấn đề vô cùng gay gắt và quan trọng, cho nên không khí buổi họp vô cùng căng thẳng. Tất cả tình báo Hoa Nam đều điểm xem coi những gương mặt của những người này hầu như là đều bị quở trách những thằng tướng là không chịu trung thành với Đảng. Trung thành với Đảng tức là phải nghe theo lệnh của Đảng để cho Tàu Cộng vào và sẽ bóp chết những tiếng nói của người dân khi ai chống Tàu. Các phe tranh luận quyết liệt chứ không ai chịu nhường ai, vì nhường là mất quyền lợi, mất phần ăn, cho nên tình hình ở tại Việt Nam lúc này y như nồi tạ phánh lù, vô cùng căng thẳng, vì phe quân đội đã phải họp bất thường vì đánh hơi được sự sụp đổ sắp tới và nhận thấy áp lực vô cùng lớn của Tàu Cộng. Hiện tại trong quân đội đang biến động rất là lớn, các cấp đều đang xôn xao trước vụ thay phó tư lệnh bất ngờ ở quân khu 4 là yết hầu của nước Việt Nam, và đặc biệt là phiên họp bất thường của các dạng tướng lãnh cao cấp nhất ngày hôm nay. Ai ai cũng sợ sẽ bị thanh trừng và càng sợ cơn biến động chính trị trong quân đội sẽ xảy ra. Đây là những cuộc gặp mặt những dạng tướng tá mà đã từng tham gia vào chiến trường năm 1979 và những người đã từng về hưu có nhiều kinh nghiệm để mà vào chiến trường trước năm 1975. Tại sao lại triệu tập tất cả những ông tướng có kinh nghiệm, có tài này để làm cái gì? Rượu mừng không uống thì sẽ uống rượu phạt. Bởi vì mày có nhiều chiến công hiển hách, mày cứ nghĩ rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam tặng huy chương cho mày, tặng danh hiệu cho mày đó sao? Chẳng qua tình báo Hoa Nam tụi tao tặng cho vũ tôi bay, tặng tôi bay, cho nên thằng nào càng giỏi cứ tặng càng nhiều để tình báo Hoa Nam điểm trang thằng đó. Chỉ cần mà mày quay đầu lại, mày đưa tình tự dân tộc lên thì sẽ giết mày ngay. Bởi vì đến thời buổi này gạo nấu thành cơm, tất cả những thằng đầu bò tướng tá tôi bay thằng nào cũng mong được đi vào để mà làm tướng. Tướng tài thật sự cũng có, tướng bất tài cũng có, tướng lo lót tiền bạc cũng có, nhưng mà không sao. Chỉ cần tụi mày yêu cầu và tụi bay theo Tàu thì tụi bay còn sống, còn thăng quan tiến chức. Còn chống Tàu thì tụi bay coi chừng rớt chức. À, toàn bộ tướng cấp cao nhất của quân đội Việt Cộng hôm nay đã bất thường triệu tập một cuộc họp vô cùng quan trọng, toàn là tướng tá đeo những huy chương để mà đi vào cuộc họp. Tình báo Hoa Nam nó ngồi nó nhoẻ miệng với nhau nó cười. Ngò chi lùa khi hờ. Anh thấy sao? Tất cả chùa Cống Lan nó đều vào cuộc họp hết rồi. Xem ra quân đội Việt Nam này kể như là những thằng tướng tài này chúng ta giết hết, có thể trảm hết nếu không nghe lời ta. Để chúng ta sẽ tạo dựng lên một quân đội khác. Sau khi biết tin phe quân đội cho họp khẩn cấp tối cao để chuẩn bị phản công giành quyền, thì phe công an lập tức cho phản công lại phe quân đội chứ không chịu ngồi yên để chờ chết. Phe công an cho mở rộng điều tra và bắt luôn đại tá Phùng Danh Thắm với cớ là thông đồng với Út Trọc để mà tham nhũng. Phe công an nắm bằng chứng là thằng đại tá quân đội Phùng Danh Thắm đã chỉ đạo cho Út Trọc, tức là thượng tá Đinh Ngọc Hệ, để lập ra công ty Thái Sơn.
Công ty Thái Sơn là để làm gì? Công ty Thái Sơn là thu phí các trạm bot để mà lấy tiền bỏ túi riêng. Người dân từ đó tới giờ đã ngoan ngoãn trả tiền qua bot, cho nên phe công an đã nhìn ra được và điều tra, cho nên mới giật dây cho toàn dân và cánh tài xế bắt đầu biểu tình và phản đối những trạm bot này. Và bây giờ thì đã nổ tung ra là thằng này đã từng lập ra những trạm bot và bỏ tiền riêng vào túi. Thằng đại tá Phùng Danh Thắm là đàn em của Ngô Xuân Lịch, cho nên mới có thể dùng sức mạnh để khuynh loát phe quân đội để lập trạm bot khắp ở đất nước Việt Nam. Trước đó thì thằng đại tá Thắm này cũng do Phùng Quang Thanh cất nhắc để được leo lên, rồi sau này lại lọt vào cặp mắt xanh của Ngô Xuân Lịch, cho nên vừa được lên loan đại tá, vừa được nắm quyền lập trạm bot để thu tiền, phe công an không bỏ lỡ cơ hội. Cho nên thằng đại tá Thắm cũng là phường ngu dốt, vô dụng, bất tài, tham nhũng y như Phùng Quang Thanh. Cho nên thằng này không làm được tích sự gì trong quân đội, chưa từng đi lính một ngày nào, chưa có công trạng gì, nhưng lại được đeo loan đại tá. Nhưng lại giữa quai đàn anh Thanh Heo và Ngô Xuân Lịch để nhảy lên cấp đại tá, làm cho quân đội ai ai cũng ghét. Nhưng vì sợ quai của Thanh Heo, tức là Phùng Quang Thanh và Ngô Xuân Lịch, nên trong quân đội không ai dám đụng tới thằng Thắm này. Nhưng lần này thì phe công an bật đèn xanh muốn đập phe quân đội để giành ghế trong hội nghị Trung ương 7, nên mới đăng báo hàng loạt cho bắt đại tá quân đội Phùng Danh Thắm để mà điều tra, để mà ép cung, bắt nó khai ra hết một bài tướng tá quân đội nào đã bảo kê cho nó dựng lên những cái trạm bot để thu tiền. Phe công an thừa biết thằng Thắm chỉ là con chốt thí mà thôi. Đại diện của phe quân đội là đưa thằng Thắm này ra. Thật ra những trạm bot thu tiền, thằng Thắm này không thể nào ăn gan hùm mà bỏ vào túi riêng. Chắc chắn phải chia cho những ông tướng tá trong quân đội. Ở phía sau thằng Thắm này, nó còn rất nhiều tướng tá ở quân đội hậu thuẫn. Cho nên phe công an cho bắt để có cái cớ để mà lật hết dàn tướng tá của quân đội lên. Phe công an đâu chịu ngồi yên để phe quân đội chiếm lại hết quyền lực. Tình báo qua Nam thì vỗ tay ăn mừng bởi đã thành công được cái chiêu kích động bên này để chống bên kia. Tình báo qua Nam đều biết lũ công an cũng là một lũ sàm thần, còn lũ quân đội là một lũ tiểu nhân, cho nên để sàm thần chọc tiểu nhân, để tiểu nhân hãm hại sàm thần, rốt cuộc rồi quân đội và công an sẽ không còn ai để đủ tâm trí mà lo đương đầu với Tàu Cộng. Thế là đất nước Việt Nam đã lọt vào mưu kế của tình báo qua Nam. Cho nên phải mở chiến dịch thanh trừng để triệt hạ đám tướng lãnh quân đội. Vừa xong mới xử xong những dàn tướng lãnh Nguyễn Thanh Hóa và tất cả những dàn tướng lãnh ở bên công an, thì bây giờ lại tiếp tục ăn miếng trả miếng đập tới phe quân đội. Ai dám giành ghế với phe công an, người ra lệnh bắt là chính Bộ trưởng Công an Tô Lâm, cho nên mật vụ công an mới dám bắt cấp đại tá quân đội. Tô Lâm và Trần Đội Quân vô cùng lo sợ trước sự trỗi dậy của phe quân đội, nên mới cho mở chiến dịch thanh trừng và triệt hạ phe này. Tình báo qua Nam thì giả bộ như là thị màu, chỉ có đứng bên ngoài để nhìn xem, để đánh gục phe quân đội trước thềm hội nghị Trung ương 7. Mục đích là để vạch trần sự tham nhũng ăn cướp của phe quân đội,
ra toàn thể trung ương và toàn dân tộc Việt Nam trong nước và ngoài nước biết những thủ đoạn lập nên trạm bót để gom tiền của dân, để cho phe quân đội nhục mặt, mất hết uy tín, mất phiếu trước hội nghị trung ương 7. Phe công an biết là dân rất ghét những cái trạm bót này, bởi lấy tiền của người dân thì làm sao ai ưa, cho nên lần này vạch trần trò lập trạm bót để cướp tiền của dân, của phe quân đội này, để cho người dân càng thù ghét phe quân đội hơn mà bớt căm thù phe công an. Thâm độc hơn nữa là phe công an còn bật đèn xanh cho tất cả những tờ báo đăng tin bắt đại tá quân đội và tin quân đội lập trạm bót để cướp tiền nhằm bôi đen đổ cức lên trên đầu của cả một lũ quân đội nhân dân Việt Nam. Để cho người dân chửi quân đội trở thành quân đủ, để cho phe quân đội mang nhục ngóc đầu không lên nổi. Phe công an đã tung một nước cờ thấu cấy để triệt hạ phe quân đội trước thềm hội nghị 7. Coi như đây là ghi một điểm cho phe công an. Coi như đã khai chiến và toàn thể phe quân đội đã bây giờ mang nhục mặt, đã lên tới tờ báo rồi thì làm sao mà còn quê được. Đảng nói thẳng ra những tên mực đó là út trập luôn nữa. Coi như đã khai chiến với toàn thể phe quân đội, đẩy bàn cờ chính trị âm mưu trước thềm đại hội trung ương 7 vào giai đoạn sinh tử một mất một còn. Giữa phe công an và quân đội phải có một phe chết thảm tắp máu trong kỳ hội nghị trung ương 7 này, nếu phản đoán của Lisa không sai. Để phe còn lại được sống sót, cho nên phe nào thua thì coi như sẽ bị thanh trừng thảm khốc phen này. Không còn tiền, không còn nhà, phải nên lưu vong hoặc là phải vào nhà đá để mà ngồi bốc lịch. Phe công an mà thua thì sẽ không sống nổi với phe trầm lú và đương nhiên là phe quân đội. Còn nếu phe quân đội mà thua, ngược lại sẽ bị phe công an thanh trừng thảm khốc, cho bắt luôn cấp bộ trưởng, cũng có thể bắt luôn cấp thứ trưởng. Mở rộng điều tra Út Trập, đây là bản mặt của Út Trập ở trong quân đội. Hôm nay rầm rộ công an đã phản phé và đăng lên tờ báo mặc cả một quân phục của quân đội nhân dân Việt Nam, nhưng bị bắt với tội danh lập những trạm bót để cướp tiền của dân. Đây là thằng đại tá Phùng Danh Thắm. Thằng Phùng Danh Thắm này là đại tá đã bị bắt. Đây là bản mặt của thằng Thắm. Giữa lúc phe công an và quân đội bước vào ván cờ sinh tử trước thềm hội nghị trung ương 7, tất cả đều gài vào quân cờ. Anh chỉ cần đi sai thì coi như là bàn cờ anh đã thua. Thì đã rộ tin đồn là Nguyễn Ác Nhân, còn gọi là Nguyễn Bất Nhân, Nguyễn Phế Nhân, sẽ lên làm chủ tịch nước thay cho Trần Đội Quần. Và Trọng Lũ sẽ cho thay mới cả 5 quỹ viên ở trong bộ chính trị. Cụ thể là cả tuần nay đã lộ tin và được lọt ra bên ngoài. Đây chỉ là tin đồn mà thôi. Có thể Nguyễn Ác Nhân sẽ thay chức chủ tịch nước của Trần Đại Quang. Bởi Trần Đại Quang đã quá nhục mặt, người ta đã đổi thành Trần Đội Quần, bị mất ghế, sẽ về quê chăn vịt. Đây là tin đồn do Tổng cục 2 quân đội cố tình để mà làm lan ra bên ngoài, để gây hoang mang và triệt hạ phe công an trước hội nghị 7, đồng thời quảng bá cho Nguyễn Ác Nhân, phe Tổng cục 2 và cả quân đội muốn đẩy Nguyễn Ác Nhân lên để giành ghế chủ tịch nước của Trần Đội Quần, vì thằng Ác Nhân từng là lính quân khu 9. Nên đưa Ác Nhân lên thì sẽ có lợi cho phe quân đội hơn, và quan trọng là triệt hạ được Trần Đại Quang, để phe công an yếu đi, mất một
trị, cho nên tự trụ triều đình chỉ có chủ tịch quốc hội, thủ tướng chính phủ và tổng bí thư cũng như là chủ tịch nước. Phe quân đội quyết đưa ác nhân lên để mà coi như quân đội có một cái chân ở trong tự trụ triều đình. Trần Đại Quân là trùm phe công an nên triệt được thằng này là coi như phe công an như rắn mất đầu, hết còn quyền lực, hết còn nguy hiểm nữa. Lúc đó phe công an suy yếu thì quân đội mới dễ chiếm lại quyền lực, chiếm lại các miếng bánh kinh tế béo bở của phe công an. Và tắm máu những thằng công an nào từ đó tới giờ đã xây nhà lầu biệt thự. Đây là kế hoạch chặt đầu rắn của phe quân đội, đưa kẻ thù vào vòng ngắm để mà bắn chết tại chỗ. Để chặt luôn cái đầu con rắn chúa của phe công an là Trần Đại Quân, sau đó sẽ chặt phe công an ra từng khúc nhỏ để mà xử tội. Ngoài ra phe quân đội còn muốn Trầm Lũ ủng hộ việc đưa Nguyễn Ác Nhân lên, vì Trầm Lũ vẫn còn thiếu nợ phe quân đội nhiều lần trong vụ bắt giam thiếu tướng công an Nguyễn Thanh Quang, trung tướng Phan Văn Vịnh, trung tướng Phan Hữu Tuấn mới đây. Cho nên phe quân đội mới đòi Trầm Lũ phải ủng hộ cho Nguyễn Ác Nhân lên để mà đền ơn đáp nghĩa. Nếu Trầm Lũ mà do dự không ủng hộ Nguyễn Ác Nhân lên thì sẽ mang thù to với phe quân đội, vì đã nhờ quân đội triệt hạ phe công an mà bây giờ lại tráo trở không chịu trả ơn, sẽ gây thù chuốc quát toàn thể với phe quân đội. Mà nếu một khi Nguyễn Ác Nhân lên nắm ghế chủ tịch nước thì phe Lê Thanh Hải sẽ chết với Nguyễn Ác Nhân phen này, vì Ác Nhân chưa quên mối thù bị đì ngày xưa. Cho nên thằng Lê Thanh Hải hãy chuẩn bị tinh thần, Tất Thành Cang cũng chuẩn bị tinh thần. Phe quân đội sẽ dùng Ác Nhân làm quân cờ để mà thanh trừng phe công an nhằm chiếm quyền lực. Thời gian không cho phép. Giữa lúc Ác Nhân trở thành ứng cử viên sáng giá cho ghế chủ tịch nước thì lại có tin đồn là Nguyễn Văn Bình sẽ lên làm chủ tịch nước chứ không phải Nguyễn Ác Nhân. Nước cờ như thế nào, Lisa sẽ thu thập tin tức để mà cho toàn dân Việt Nam biết. Thân ái, chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye!